Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tân Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới nội tình Hoa Kỳ và cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra vào tháng 11 sắp tới đây. Quý vị, trong bản báo cáo của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia trong cuộc điều trần, <laughs> trong đó cho thấy rằng là những quốc gia kẻ thù đang tìm cách gọi là gây ảnh hưởng vào kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ và bản báo cáo này nhấn mạnh về các quốc gia được xem là thù địch của Hoa Kỳ, trong đó gồm có Nga, Trung Quốc, Iran và kể cả Bắc Hàn. Đây là bốn quốc gia thường xuyên <laughs> đã được nêu tên ở trong tất cả các các bản báo cáo mà có tinh thần gọi là đe dọa tới an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ, đe dọa tới cái đời sống an sinh xã hội của người dân Hoa Kỳ. Và quý vị trong bản báo cáo mới nhất của bà Harness, tức là bà là giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, tức là NDI. Và giờ đây thì chúng ta xem coi cái bản báo cáo của bà có được minh bạch công bằng chưa. Bởi vì bà này đã lên tiếng và nhấn mạnh về tình trạng mà cả Trung Quốc, Nga lẫn Iran đang tìm cách gọi là gây ảnh hưởng và tung tất cả các chiến dịch vào trong lãnh thổ của Hoa Kỳ trong mùa bầu cử năm nay và câu hỏi của tôi đặt ra là như vậy thì chúng ta sẽ xem coi ngoại trừ kẻ thù còn ai xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, quý vị. Trước hết chúng ta đi qua bản tin à, một cách chính thức là các quốc gia ngoại quốc đang tìm cách gọi là gây ảnh hưởng vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ rất cao và đang gia tăng. Việc gia tăng các quốc gia ngoại quốc trong đó bao gồm luôn những quốc gia đã được xem là à, gây ảnh hưởng trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và Nga. Trung Quốc, Iran hầu hết đã được nhấn mạnh và từ đó thì một trong những viên chức của Hoa Kỳ đã nói trên sàn quỹ ban của Thượng viện. Đặc biệt là Nga vẫn còn được xem là một trong những mối đe dọa hàng đầu trong cuộc bầu cử của chúng ta. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là bà Avril Hanes đã lên tiếng cho biết như trên. Chính quyền của Nga, mục đích của họ là gây ảnh hưởng và bao gồm việc mà phá hỏng niềm tin trong cái xã hội dân chủ của hoa kỳ và đặc biệt là họ đã chia rẽ xã hội ở hoa kỳ và cũng như là sự ủng hộ của khối tây phương cho ukraine trong khi đó thì thượng nghị sĩ mark warner của đảng dân chủ tại virginia chủ tịch của quỹ ban tình báo à, nói rằng các cái tin tức tình báo à, à, không chỉ là nga trung quốc iran đồng thời còn có cuba venezuela và nhóm dân quân hồi giáo à, của những tay à, gọi là à, hacker ngoại quốc cũng như là có động cơ về à, trục lợi ở trên cái à, tội ác không gian mạng trong à, việc mà tìm cách gây ảnh hưởng vào chính sách của hoa kỳ và gần như các cái rào cản à, của các cái sự ảnh hưởng của các quốc gia này bao gồm luôn cả việc ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hầu như nó không có mất đi ông quan cho biết và thượng nghị sĩ này đã đưa ra danh sách nợ của các quốc gia ngoại quốc mà nỗ lực gây ảnh hưởng vào kết quả hậu của hoa kỳ trong các cái uh, quan điểm công cộng bao gồm luôn là việc uh, chiến dịch sách nhiễu nhắm vào các uh, ứng cử viên hoặc là cả nhà nhắm vào các tổ chức ở Hoa Kỳ cũng như là Nga đang tìm cách gọi là sử dụng tất cả những cái chương mục trên mạng xã hội để tung những tin giả trong đó bao gồm luôn cả việc mà gọi là nói về cái phong trào của Black Lives Matter hoặc là cái Tennessee Republic Party và chúng ta đã chứng kiến được sự gia tăng số lượng người dân Hoa Kỳ ở tất cả các đường hướng chính trị no là không tin vào cái uh, hệ thống của Hoa Kỳ từ chính quyền liên bang và nhân viên công lực và kể cả những cái giới truyền thông à, dòng chính và gần như đã gia tăng rất nhiều và tìm cách thao túng ở trên các cái uh, mạng uh, mê, truyền thông xã hội đó là lời phát biểu của ông Warner và dưới lúc mà bầu cử gần kề thì các viên chức cho thấy là gia tăng rất nhiều những tiềm năng về sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo trong cuộc bầu cử đặc biệt là họ gọi là deep fake À, tức là những cái trò mà tạo hình giả, âm thanh giả hoặc là um, video giả ở trên mạng xã hội. Riêng biệt thì một cái nhóm gồm hai lưỡng đảng các thượng nghị sĩ bao gồm có chủ tịch của khối đa số tại thượng viện là ông Chuck Schumer đã kêu gọi quốc hội trong ngày thứ tư chấp thuận một cái ngân sách 32 tỷ Mỹ kim để mà có thể kia, giữ cho cái việc phát triển nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ tránh Trung Quốc có thể uh, có được cái quyền lực này và đây được xem là một trong những cái cuộc điều trần quan trọng trước cuộc bầu cử, quý vị như vậy thì chúng ta thấy rõ là cái bản báo cáo của bà harness tức là bà là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã đưa ra và nói rằng cái mức độ gọi là tác động vào cuộc bầu cử hoa kỳ nó có nhiều hướng khác nhau từ những quốc gia được xem là có thái độ thù địch với hoa kỳ trong đó đứng đầu là nga iran và kế tiếp là trung quốc rồi bây giờ bà ta thêm một số những quốc gia là venezuela và cuba vân vân những quốc gia này đang tìm cách tác động vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong đó thì họ sử dụng rất nhiều những công cụ thứ nhất là đầu tiên hết là họ tung tin giả ở trên tất cả các cái hệ thống truyền thông xã hội tức là những cái disinformation hoặc là những cái deep để mà gây nhiễu thông tin về bầu cử thứ hai là họ sử dụng tất cả các hacker để tấn công vào những cái server những cái uh, mạng lưới Network của các tổ chức tư nhân lẫn của chính quyền liên bang thứ ba là cái mạng lưới vệ tinh của họ tức là những cái, những kẻ làm việc cho họ mà sinh sống tại Hoa Kỳ đã tiếp tay tìm cách gọi là hoạt động gián điệp hoặc là có những cái hành động được xem là uh, ảnh hưởng tới các ứng cử viên bầu cử gây ảnh hưởng tới các ứng ứng cử viên bầu cử và cuối cùng giống như cái bài một tôi nói là kích động cái việc mà gọi là bất ổn xã hội trong cái bài Hiêu tin nhật ký phần 1 của tôi. Tôi đã nói điều này, tức là họ dùng đủ mọi cách để mà tác động vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là một trong những cái bản báo cáo của bà giám đốc cơ quan tình báo quốc gia cho thấy rằng càng tới mùa bầu cử thì các kẻ thù của Hoa Kỳ càng gia tăng hoạt động để gây hỗn loạn trong xã hội của Hoa Kỳ bằng nhiều cách khác nhau. Thì quý vị, tuy nhiên câu hỏi tôi đặt ra, kẻ thù gây tác động vào trong cái bầu cử của Hoa Kỳ. Vậy đồng minh có gây tác động hay không? Câu trả lời của tôi là còn khủng khiếp hơn cả kẻ thù. Những đồng minh của Hoa Kỳ luôn có những hành động gọi là can dự vào bầu cử của Hoa Kỳ một cách khéo léo, tinh vi và không bị xem là phạm luật Hoa Kỳ. Họ từ bên ngoài, họ chỉ đưa tiếng nói họ vào thôi. Nhưng mà cái mạng lưới hoạt động ủng hộ cho họ là bắt đầu chỉ cần nghe cái tiếng nói họ phát biểu ở trên cái diễn đàn thôi quý vị. Là cái mạng lưới network của đồng minh sẽ tăng cường hoạt động tại Hoa Kỳ. Đây là sự thật. Nếu mà quý vị hỏi tôi gây kết ảnh hưởng kết quả bầu cử nhiều nhất tại Hoa Kỳ là ai? Tôi khẳng định quý vị không phải kẻ thù của Hoa Kỳ mà chính đồng minh của Hoa Kỳ và không ai xa xa cả là nói thẳng luôn là liên hiệp Âu dọc Đức, Pháp, ý cho tới Tây Ban Nha, những quốc gia này đều là những quốc gia gây ảnh hưởng kết quả bầu cử Hoa Kỳ nhiều nhất, nhưng họ khéo léo che đậy hơn các cái quốc gia kẻ thù của Hoa Kỳ. Quý vị đã thấy cái bản báo cáo của bà Hanes là tất cả những cái hoạt động của những quốc gia kẻ thù, họ sử dụng những cái mạng lưới như thế nào để có thể gây ảnh hưởng. Trong khi đó, quý vị, những kẻ mà được xem là đồng minh của Hoa Kỳ thì nó gây ảnh hưởng bằng cách khác, khéo léo hơn. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ Olaf Scholz vừa rồi, ngày hôm qua, lên tiếng rằng là sẽ duyệt xét lại cái việc mà Hoa Kỳ đánh thuế vào mặt hàng của Trung Quốc, xe điện của Trung Quốc lên tới 100%. Thì điều này có thể nghĩa là ảnh hưởng tới những công ty xe của Đức mà đặt công xưởng ở Trung Quốc rồi xuất cản qua Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế lên 100%. Trừ khi những cái xe đó được xuất cản từ Đức qua và nguyên liệu không phải dùng của Trung Quốc thì họ sẽ không có bị đánh thuế nhiều giống như là Trung Quốc. Thì quý vị tôi lấy cái ví dụ Olaf Scholz lập tức lên tiếng ngay là cái chuyện này cần phải được xét lại. Chỉ một câu nói này của Olaf Show thôi thì quý vị cái mạng lưới hoạt động cho lực lượng khuynh tả tại của Âu Châu tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tác động lên chính sách của Joe Biden và tác động vào cuộc bầu cử. Ông ta nói câu này thôi là không có ý nghĩa gì hết. Tức là chúng ta chỉ thấy một cái quan điểm bình thường thôi nhưng quý vị đó là một tín hiệu ông ta thông báo cho những cái mạng lưới network của nước đức tại hoa kỳ là tao ra mặt chống chuyện này đó tụi bay làm việc đi thì tương tự như vậy pháp hay là kể cả anh đồng minh cốt lõi của hoa kỳ luôn và <laughs> những quốc gia ở âu châu họ đều có cái mạng lưới hoạt động lobbyist ở tại hoa kỳ mang danh nghĩa là lobbyist tức là những tổ chức vận động nhưng mà quý vị thật sự họ có cái mạng lưới network của họ tại hoa kỳ còn khủng khiếp hơn cả kẻ thù nữa những mạng lưới này nó nằm ngay trong quốc hội hoa kỳ nó nằm ngay trong tòa bạch ốc và nó nằm ở các cấp chính quyền từ ở địa phương lên tới tiểu bang luôn tức là không những là chỉ tập trung vào chính quyền liên bang mà nó còn nằm luôn cả ở tầng dưới và nó sử dụng tất cả những công ty những công ty đó sẽ đóng góp quỹ tranh cử cho những nhân vật nào có lợi cho họ. <laughs> Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là thật sự gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử Hoa Kỳ không phải chỉ có kẻ thù. Mà chính đồng minh, mà chính đồng minh là những kẻ gây ảnh hưởng kết quả bầu cử Hoa Kỳ nhiều nhất. Quý vị đã chứng kiến năm 2020. Năm 2020, những quốc gia của Âu Châu đồng loạt lên tiếng ủng hộ cho Joe Biden. Thì quý vị, họ chỉ nói, ô, hy vọng rằng cuộc bầu cử của Hoa Kỳ diễn ra công bằng và tự do và chúng tôi hy vọng được sẽ làm việc với lại à, à, ông Joe Biden và chúng tôi nghĩ rằng ông ta thắng. Một câu nói rất đơn giản, không có liên can gì hết, chỉ là quan điểm mà thôi. Nhưng quý vị, đó là một tín hiệu nó báo cho tất cả cái mạng lưới network ở Mỹ biết tụi bay làm gì đàm, bằng mọi giá phải để cho Joe Biden thắng cử. Đây là cái cách thông báo tín hiệu của họ tức là một khi mà người đứng đầu của một quốc gia nào đó của Âu châu mà lên tiếng thì là tất cả cái mạng lưới hoạt động của họ ở tại Hoa Kỳ, tức là cái network của họ đó là sẽ lắng nghe và họ sẽ biết được họ sẽ làm cái gì, không cần phải có người nào thông báo đưa tin ở dưới gầm bàn cho họ đâu. Họ có những cái ngôn ngữ thống nhất riêng. Cho nên tôi nói là họ tinh vi hơn cái đám gọi là kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ tinh vi hơn cái đám kẻ thù của Hoa Kỳ, họ tác động vào kết quả bầu cử của Hoa Kỳ. Bằng mọi cách. Thì quý vị, tôi đã chứng kiến việc này năm 2016, 2020 rồi. Bây giờ tới năm 2024, thì quý vị, tình hình nó khác đi. Năm 2024, thì cái đám này, nó vẫn chơi cái chiêu cũ. Tức là vẫn tìm cách tác động vào chính trị của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì chính những mạng lưới network này ở đây bắn ngược lại tin cho họ. Hề, hey, năm nay chúng tôi chưa chắc làm được đâu. Năm nay chúng tôi chưa chắc làm được đâu tại vì cái không khí của người dân Hoa Kỳ bây giờ nó khác với những năm trước rồi. Tức là nó có một cái bản phân tích đầy đủ về khuynh tả, khuynh hữu và những cái uh, diễn biến xảy ra tại Hoa Kỳ. Nó phân tích ra và nó thấy rằng cho thấy có chiều hướng Donald Trump sẽ thắng, chứ không phải là Joe Biden. Và chúng tôi kỳ này không tác động được bởi vì dân chúng Hoa Kỳ bây giờ họ không còn tin tưởng vào hệ thống truyền thông, họ không còn tin tưởng vào chính quyền liên bang nữa thì quý vị thấy cái bản, bản báo cáo của bà harness thấy là nó tác động đổ thừa cho cái đám gọi là kẻ thù của hoa kỳ tác động và gây mất tin tưởng vào những công ty truyền thông dòng chính mainstream media rồi kể cả các cái hệ thống của chính quyền liên bang đã bị mất tin tưởng bởi người dân họ đổ thừa qua chuyện là do tất cả những kẻ thù của hoa kỳ nhưng quý vị gây mất niềm tin cho công chúng là do cái cách hành xử của chính quyền liên bang dưới quyền của Joe Biden và do cái các công ty truyền thông đã kiss ass rõ ràng, tức là họ đã bias, họ thiên vị, cho nên người ta không tin. đừng đổ thừa cho người khác. dân chúng Hoa Kỳ không ngu tới nỗi bị ai xỏ mũi cả. tức là nước ngoài Trung Quốc, Nga mà xỏ mũi được dân chúng Hoa Kỳ sao? nhưng mà bà giám đốc cơ quan tình báo này vẫn đem cái đó làm lý do là làm cho dân chúng Hoa Kỳ mất tin tưởng về cái hệ thống gọi là à, chính quyền liên bang hay là cái hệ thống của mainstream media. Quý vị, chúng ta coi lại đám mainstream media này đi. Nó có làm đúng vai trò đứng trung dung ở giữa chưa? Bằng chứng là cái cái phiên tòa của ông Trump đang diễn ra ở New York đó. Nó báo cáo gần như là một chiều không thôi. Thì quý vị, chính điều này mà mới làm cho tất cả những thành viên của Đảng Hòa dồn qua New York. Dồn qua New York để mà ủng hộ cho ông Trump và cất tiếng nói dùm cho ông Trump. Thì quý vị, do đám truyền thông này tự đánh mất khán giả của mình, chứ không có ai xỏ mũi được cả. Họ chứng kiến được, do đó quý vị, họ mất niềm tin. Bây giờ bà này đổ thừa là cái đám à gọi là kẻ thù của Hoa Kỳ, nhưng nó không đến từ kẻ thù của Hoa Kỳ, nó đến từ những đồng minh của Hoa Kỳ. Bởi vì cái mạng lưới network của đồng minh Hoa Kỳ mà nằm ngay tại đây đó, vận động cho họ đó, nằm ở truyền thông là chánh. Thứ hai, qua những tổ chức lobby. Và thứ ba, chính những thành viên trong quốc hội là những kẻ đồng minh thân cận của bên phía Âu Châu. Thì quý vị thấy, khi mà đảng Cộng Hòa giữ lại cái ngân sách tài trợ cho Ukraine mấy tháng trời, thì quý vị, ai áp lực? Nguyên một cái đám đồng minh này đủ mọi cách áp lực về phía quốc hội của Hoa Kỳ. Áp lực đám dân chủ là phải thông qua cái nghị luật này. Cuối cùng thì ông Mike Johnson, ông đã đưa ra, phân biệt ra và ông đưa ra. Thì quý vị, nhưng nó ép đám đồng minh ở Âu Châu, nó ép tất cả những đồng minh của nó trong cái quốc hội Hoa Kỳ là phải đưa cái ngân sách hỗ trợ cho Ukraine ra. 61 tỷ Mỹ kim Nó không nhắc gì tới Do Thái hết. Chỉ nhắc tới Ukraine thôi. Thì quý vị, điều này cho chúng ta thấy là gì quý vị? Điều này cho chúng ta thấy là gây ảnh hưởng lên kết quả bầu cử và cái mạng lưới network của đồng minh nó còn nguy hiểm hơn cái mà cái mạng lưới hoạt động gián điệp của các quốc gia kẻ thù. Nhưng năm nay khác. Năm nay gần như là họ nhìn thấy được cái xu thế của đảng mà không để cho cái đám đồng minh ảnh hưởng tới mình. Chính vì vậy mà quý vị thấy là cái ngân sách mà Ukraine nó bị hôn tới mấy tháng trời. Thứ hai là người dân Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ đã không bắt đầu chán nản với cuộc chiến tại Ukraine, bla 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 bla. Thì quý vị, đám Âu Châu muốn tác động mạnh. Đám Âu Châu muốn tác động mạnh nhưng tác động không nổi. Cái mạng lưới network của họ ở đây gần như là gặp một cái bức tường, một cái stone wall chặn họ rồi. Họ không gây tác động được bởi vì bây giờ gây tác động ở đâu? Gây tác động là trên cái hệ thống truyền thông mainstream. Và những chính trị gia đồng minh của Âu châu. Nhưng mà bây giờ tiếng nói của những người này không còn ảnh hưởng tới công chúng nữa. Ngược lại, nó lại thấy cái xu thế mà Đảng Cộng hòa dần dần đoàn kết đứng sau lưng của ông Trump. Cho nên quý vị, đám Âu châu kỳ này bất lực. Thì do đó tại sao mà quý vị thấy là liên tục có những người từ bên Âu châu, từ bên Á châu bay qua gặp ông Trump. Và ngay cả cái đám gọi là bộ ngoại giao của Đức, của Pháp, của Tây Ban Nha, rồi của cái uh, gì, uh, Hòa Lan, của uh, uh, của Đan Mạch nằm đầy ở DC tới tiếp xúc với lại cái bà quỷ bạn tranh cử của ông Trump và những người mà thân cận với ông Trump, ông Trump từ chối hết không gặp một kẻ nào. cho nên nó mới đi tiếp tiếp xúc với những người cựu viên chức của ông Trump, trong khi ông Trump chỉ tiếp xúc những người chọn lọc thôi. ví dụ trước đó thì tôi có nói quý vị ngày hôm qua quý vị biết là bản báo cáo ai tới gặp ông trump không? cựu thủ tướng của úc ông morrison scott morrison đã bay tới new york để gặp ông trump gặp ông ngay trong cái uh, uh, trump tower thì quý vị có nghĩa là cái đám âu Dâu nó muốn tác động vào cái cuộc bầu cử hoa kỳ nhưng có vẻ bất lực năm nay thôi nhưng mà mỗi năm thì họ tác động rất mạnh và thế lực của họ rất mạnh thì cái việc năm nay thì nó cái xu thế nó khác đi và mọi việc nó khác đi thì đám Âu Châu thấy rằng là phải đi gặp ông Trump phải đi gặp những người xung quanh ông Trump do đó quý vị nó không ngừng cho người tiếp xúc với ông Trump mặc dù ông mỗi ngày ngồi trên tòa New York mấy tiếng đồng hồ nhưng mà cái vị có biết rằng là nhân viên của ông và những người trong cái chiến dịch tranh cử là phone trang liên tục những cú phone này đều mang số 202 ở DC hết là tại sao giới ngoại giao giới lobbyist cho đám Âu Châu đồng minh đó. nó nằm đầy ở đó hết và nó liên tục nó gọi cho ông Trump để nó set up một cái buổi gặp gỡ nào đó của lãnh đạo những quốc gia đó bay qua gặp ông Trump nhưng mà ông Trump act all. ông Trump chỉ tiếp những người quan trọng thôi ví dụ Thủ tướng Nhật cựu Thủ tướng Nhật cựu Thủ tướng của Đức Tổng thống Ba Lan hay là vừa rồi là ông ngoại trưởng của Anh. Những người này ông Trump tiếp xúc thôi tại vì những người này là những người đến từ những quốc gia đồng minh thật sự của hoa kỳ không có gây ảnh hưởng kết quả bầu cử của hoa kỳ và họ willing làm việc với lại cái chính sách và chiến lược của hoa kỳ trên cái chiến lược toàn cầu scott morrison là người của đảng bảo thủ ở bên úc ông kỳ trước ông thất cử rồi thì đảng lao động lên thì quý vị ông đích thân bay qua gặp ông trump david cameron ngoại trưởng của anh cũng là một người cứng rắn với trung quốc và cả nga thì quý vị, Duda là cái người cứng rắn với lại Nga. Rồi ông uh, Viktor Orbán của Hungary. Và ngay cả ông uh, Aro của Nhật. Cũng đích thân bay tới gặp ông Trump. Là những người mà đồng minh mà ông Trump có thể nói chuyện được. Ông tiếp. Còn cái thành phần mà không có nói chuyện được đó quý vị. Ông phát ao. Ông phát ao họ giống như năm 2018. 2017 họ phát ao ổng. Khi mà ông bay qua dự cái uh, Hội nghị uh, của NATO ở tại Brussels. Nguyên một đám này nó phát ảo ổng luôn. Chỉ vì ổng hỏi ủa tại sao tôi là đồng minh mà các anh không mua dầu khí của tôi, năng lượng của tôi mà đi mua của Nga vậy? Rồi các anh hứa từ năm 2014 là các anh tăng lên 2% tổng số GDP cho ngân sách của NATO, sao không anh nào làm hết vậy? Nó phát ảo trong luôn. Anthony mà bỏ ra ngoài luôn tức là quý vị cái đám Âu Châu nó giữ một cái thái độ gọi là thành kiến với ông Trump tại vì nó cho rằng ông Trump ông Trump đã có những cái chính sách gây bất lợi cho họ và năm nay nó tính là quay trở lại và khi nó thấy ông Trump quay trở lại chính trường thì lúc đầu quý vị nó vận động dữ lắm nhưng bây giờ gặp một cái sườn lớn một cái stone wall chặn ngay trước mặt tức là cái cái ý nguyện của cử tri Hoa Kỳ thì bây giờ nó giật mình thay vì bây giờ đó là nó đi vận động thì nó thấy là khó có thể lật được cái kết quả bầu cử kỳ này thì bây giờ nó đi tìm cách tiếp xúc với lại người của ông Trump do đó nếu quý vị hỏi tôi gây ảnh hưởng trong kết quả bầu cử có phải là những quốc gia thù địch là Nga, Trung Quốc cho tới Iran, Bắc Hàn bây giờ thêm tên của Venezuela, Cuba vô quý vị gây ảnh hưởng kết quả bầu cử những kẻ quốc gia thù địch này nó chưa bao giờ dừng lại nhưng mà gây ảnh hưởng khủng khiếp nhất chính là đám đồng minh của Âu Châu. Nó chỉ cần những cái tổ chức này vận động là Hoa Kỳ đừng đưa ra những chính sách bất lợi cho họ thôi. Đây là cách họ làm. Và tránh ép họ vào con đường phải đối đầu với ai cả. Nếu mà ông Trump lên thì chắc chắn quý vị, ông sẽ ép Âu Châu đối đầu với Trung Quốc. Ông sẽ ép Âu Châu đối đầu với Trung Quốc. Ông sẽ ép NATO phải tăng ngân sách quốc phòng đúng theo tiêu chuẩn. Thì các vị điều này đám Âu Châu không muốn Nhưng mà bây giờ lật ông Trump không được Tại vì càng lúc thì các cuộc thăm dò bây giờ họ thấy Ông Trump đều gác điểm hết Mặc dù các cuộc thăm dò này chỉ là chủ quan thôi Chưa chắc chính xác Nhưng mà đám bên ngoài nó cũng nhìn thấy Là nó thấy cái xu thế dân chúng Hoa Kỳ đang dồn phiếu cho ông Trump Thì các vị bây giờ nó thấy rõ ràng là có lẽ là phải nhường một bước nào đó rồi nhường một bước nào đó nếu mà cái chính phủ mới sau năm 2025 thì phải làm việc với chính phủ đó. Do đó bây giờ nó phải đi tiếp xúc để nó coi coi à ông Trump muốn cái gì ra sao để bắt đầu nó về điều chỉnh những cái, cái những cái uh, chính sách của họ. Thay vì lúc trước là họ ra mặt họ chống. Các vị nhớ năm 2020 toàn bộ đám liên hiệp Âu châu đều kích động đều kích động đám Black Lives Matter tại Hoa Kỳ mạng lưới của Black Lives Matter không phải chỉ nằm ở Mỹ mà nó nằm ở các quốc gia Âu Châu luôn. Nó kích động, nó trăm tiền vào cho đám Black Lives Matter quậy tưng bừng ở năm 2020. Và kết quả bầu cử năm 2020, quý vị đã thấy. Thì quý vị, năm 2020, kết quả bầu cử bị lệch qua như vậy là do tác động của Âu Châu. Chứ không phải kẻ thù của Hoa Kỳ. Không phải Nga, không phải Trung Quốc, mà chính đám Âu Châu. Bây giờ họ muốn tái lập lại cái trò chơi đó, nhưng không xong. Tức là muốn chơi lại cái trò cũ Nhưng có vẻ không xong Thì quý vị bây giờ nó phải đi kiếm cách khác Do đó nếu mà quý vị hỏi tôi Và cái bản báo cáo của bà Ines Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Tôi nói bà chỉ mới báo cáo có một chiều <laughs> Bà chỉ mới báo cáo có một chiều mà thôi Tức là những kẻ thù của Hoa Kỳ mà thôi Nhưng đe dọa tới kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ Chính là những đồng minh tại Âu Châu thì bà không có một tiếng nào hết. Tại vì sao? Thứ nhất có thể là cái đám kia nó thông minh quá, nó tinh vi quá, bà nhìn không ra. Và cũng có thể bà cover up cho đám đồng minh để giữ thể diện cho chính quyền của Joe Biden. Do đó quý vị, bà này không nhắc nhở gì tới sự ảnh hưởng, gây ảnh hưởng kết quả bầu cử của Mỹ. Nhiều nhất là đám này. Mỗi một năm kết quả bầu cử của Mỹ đều bị ảnh hưởng bởi cái cuộc xung đột do Thái và Palestine. Nhưng mà cái đó họ trên mặt diện thôi quý vị. Cái đó chỉ là trên mặt diện mà thôi. Còn ngầm ở đằng sau lưng và trên mặt ở dưới mà lòng bàn đó quý vị. Rất nhiều. Giống như ông Trump đã nói. Muốn mà nước Mỹ phát triển khỏe mạnh. Không bị cái tình trạng gọi là tham nhũng thối nát. Là phải chấm dứt những công ty lobbyist. Tại vì chính những công ty lobbyist này là những gián điệp trá hình. Mặc dù họ ghi danh với bộ tư pháp là họ làm việc cho nước ngoài theo đạo luật FISA đó, là họ là một tổ chức lobbyist đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Họ là một cái tổ chức gián điệp trá hình để vận động có lợi cho các quốc gia tại Âu châu. Và mỗi lần như vậy chính phủ Hoa Kỳ lại mềm dẻo đi. Do đó, năm nay thì tình hình nó khác đi. Thì bây giờ đám Âu châu thay vì đối đầu với ông Trump thì bây giờ đang tìm cách làm việc lại với ông Trump. Cho thấy quý vị, ảnh hưởng kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ không phải chỉ có những quốc gia thù địch. Những quốc gia thù địch thì mình thấy rồi, nào là hacker, nào là gián điệp hoạt động tại chỗ, nào là uh, sử dụng mạng xã hội để tung những tin giả, tin nhiễu, deep phát lên đó để gây ảnh hưởng tâm lý của người dân Hoa Kỳ. Thì cái này là cái trò chúng ta đã thấy, nhưng mà những kẻ gây ảnh hưởng thật sự chính sách của Hoa Kỳ là Âu Châu. Nó là ai? Nó là những tổ chức lobbyist ở tại Washington DC là những thành viên mà lên tiếng binh vực cho Ukraine và Âu Châu nhiều nhất tại quốc hội. Ok quý vị, là những kẻ được xem là thúc đẩy những cái uh, chống lại những cái chính sách được xem là bất lợi cho Âu Châu. Và cuối cùng là cái đám tôi nói là mạnh nhất bây giờ là đám môi trường tất cả những kẻ hoạt động về môi trường ở mỹ này đều là công cụ của chính các chính quyền ở âu châu hết nó là công cụ của các chính quyền của âu châu do đó quý vị những đám này mới là những cái đám gây ảnh hưởng kết quả bầu cử nhưng mà chúng ta không nói được nó là những tổ chức hợp pháp ở nước mỹ và nó hoạt động một cách hợp pháp nó che giấu cái động cơ nó một cách tinh vi chúng ta không nói được và ngay cả cái bản báo cáo của bà Ernest tức là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia bà cũng chỉ nói về những quốc gia kẻ thù thôi bà không nhắc tới những quốc gia đồng minh đã sử dụng những cái gì để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ từ cấp địa phương lên tới cấp liên bang và kể cả ghế tổng thống quý vị gây náo loạn nước Mỹ nhiều nhất tức là khiến mỗi một năm tới một bầu cử mà gây xung đột ở nước Mỹ nhiều nhất là đám truyền thông mainstream, tức là gây hỗn loạn cho nước Mỹ là do đám truyền thông và gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ mỗi một bộ bầu cử là đám Âu Châu đồng minh của Hoa Kỳ rất rõ ràng những kẻ thù đó có thể múa được những cái vỏ bề ngoài nhưng không có xâm nhập được vào nội tình của Hoa Kỳ vào bên trong sâu đậm giống như đám màu chồng do đó những cái đe dọa của họ là đe dọa bên ngoài thôi đe dọa thực sự tính quyền lợi của đất nước mỹ chính là những kẻ mang danh đồng minh của hoa kỳ đó quý vị ok cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay hy vọng sau cái bài nói chuyện này và cái bài tường trình của bà giám đốc cơ quan tình báo quốc gia cho thấy quý vị là nước mỹ chúng ta bị chi phối rất nhiều từ bên ngoài không phải chỉ từ những kẻ thù mà ngay cả những quốc gia được mổ, mệnh danh là đồng minh đã chi phối rất nhiều nước Mỹ và họ được cover up bởi những đồng minh của họ ngay tại nội địa của nước Mỹ và nó là không phải là một cái bản đánh giá một cách gọi là công bằng trung dung mà cố tình che đậy cho một phía và chỉ tố cáo một phía là kẻ thù mà thôi và họ vẫn tiếp tục che đậy cho những cái trò dơ bẩn của chính những đồng minh Hoa Kỳ đối với đất nước Mỹ Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.